một pháp sư triệu hồi các yêu thú cùng chiến đấu có là sở thích của bạn không? Linh khiết sư là một môn phái có sức tấn công cao và có thể tấn công tầm xa, kèm theo khả năng tạo ra các đòn đánh chí mạng. Với khả năng triệu hồi các yêu thú cùng bản thân tấn công địch thủ, cũng như hỗ trợ đồng đội, linh khiết sư có thể dùng chân khí của bản thân chuyển hóa thành sinh lực để hồi máu cho bản thân. Để có thể trở thành một triệu hồi sư điều khiển các yêu thú chiến đấu, đòi hỏi bạn phải có một đôi tay linh hoạt, kết hợp các kỹ năng hoàn hảo để tạo ra những đòn tấn công đánh nhanh thắng nhanh, kết liễu địch thủ.